Điện thoại Pixel được cập nhật đầu tiên. Google Pixel sẽ nhận được bản nâng cấp Android 10 trước tiên, sau đó đến điện thoại Android của các hãng khác trong vài ngày hay vài tháng tới. Nâng cấp mới bao gồm theme màu đen cho giao diện hệ thống, ứng dụng Google, thanh menu, cài đặt và nhiều giao diện khác. Giao diện màu đen giúp mắt dịu hơn, đồng thời tiết kiệm pin bởi Pixel sử dụng màn hình OLED. Cuối tháng này, Gmail cũng sẽ có giao diện màu đen. Tất nhiên, thay đổi không chỉ màu giao diện tính năng Smart Reply giờ có thể đưa ra đề nghị thay vì chỉ hồi đáp thư như trước đây. Nếu ai đó gửi địa chỉ cho bạn, Smart Reply sẽ đề nghị mở địa chỉ trên Google Maps. Tính năng này hoạt động trong nhiều ứng dụng tin nhắn, chứ không riêng gì ứng dụng của Google. Thao tác duyệt hệ thống trên Android 10 cũng thay đổi nhiều, đẩy mạnh thao tác vuốt và cử chỉ thay vì sử dụng nút truyền thống. Android 10 cũng tập trung vào riêng tư và bảo mật thông tin. Mục Privacy và Location xuất hiện trong Settings. Giờ đây người dùng có thể chọn chỉ chia sẻ dữ liệu vị trí với ứng dụng tương tự cách thiết lập trong ios ngoài ra người dùng sẽ nhận được thông báo khi nào ứng dụng truy cập vào thông tin vị trí